Đây hai trái sầu riêng đây bà con ơi. Đã chưa? Về Việt Nam ăn trái cây đã luôn. Sang qua nè, nó ba. Nó là nó. Chị biết sao không? Mua sầu riêng mà mua 4 5 kg luôn. Về ăn vỏ không? Không có vỏ không, không ăn được. Cũng như là nó dày vỏ phải không? Ồ. Bữa hôm nó mua là cái dày vỏ đó. Một trái sau này là dày vỏ không ăn được. Là cái trái sau còn mua đợt trước á, mua về cho má ba ăn á. Lúc em chưa về là trái nó ngon. Đợt sau cái em chưa ăn cái đi mua trái 4 5 kg luôn, về em ra làng nó wow. Sầu riêng mà mua 4 5 kg luôn. Trời ơi nó vỏ ngon. Không à? Không có sầu riêng nó biết sao được, sầu riêng tơ đó. Cái vỏ nó dày dữ lắm luôn. Dày không mà nói chung là không có vỏ gì trơn. Ôi trời ơi. Cái trái này nhiêu tiền vậy? Hai trái này có 110.000, 12.000. Ngon thiệt. Hôm qua ta cũng mua mà thứ nó có hột sao. Trời ơi. Ê tôi khoái cái này nè. Ừ nó nhỏ nhỏ chứ ngon. Ngon hả? Mua là sầu riêng ấy là rút kinh nghiệm, đừng mua bự, mua bự vỏ không à. Mua cái này nè. Nó mỏng vỏ, mua bự là sầu riêng tơ á, cái vỏ cái không vỏ cui à. Đó, trà bá lửa luôn. Bự trà bá luôn. Đây. Ngon không? Mua sầu riêng là ngon. Bởi vậy ai đâu mua cái sầu riêng 4 5 kg nha ông nhỉ? Mỏm ta mua cái sầu riêng 3 kg kiều lại đem vô bà nội đó mà cũng gắt. Cũng chưa có chín mùi hung nữa. Ừ. Có thơm mà đem vô cái mày này mình mở đâu được gì đâu. Ừ. Trẻ trần ai lấy khổ quá. Cái đó bà bỏ vô hộp không? Ừ, đem cái bỏ vô hộp kia đây cho bà. Này hạt lép phải không? Ngoại ăn. Ngon hả? Hạt lép. Đó là mua cái sầu riêng nhỏ thì nó rất là ngon. Xứng đáng đồng tiền. Đó, cái này. Trời ơi, nhỏ xíu mà. Mua sầu riêng mà bự cho bá. Lật cái đầu dính ra. Ông Giang mua trái sầu riêng ăn 200 ngàn sẽ có 4 muối à. Bữa đó trái sầu riêng của Giang trái đó nó dày. Không phải, cái trái có chị là khác rồi sao lại mua một trái nữa. Thì trái bữa mày ở dưới nó chạy về đây nó mua nó tôi mua trái bự mà tao nhìn rồi. Trái đó dày vỏ. Thì trái đó rồi sao lại một trái nữa. Trái đó đó. Trái trước là chị mới đâu coi đâu ăn chưa à. Cái sao mới dày vỏ, trái đó tao nhìn nó thấy dày cui hả. Chị mới thấy tôi mua có 40 ngàn ký à. Thơ ghi